Thuở xưa, cách nay rất lâu, nơi thành La Duyệt Kỳ bị nạn đói kém đến nỗi một bát gạo đổi được một bát vàng. Người ta phải lượm xương khô giả nhỏ nấu nước uống đỡ, đào củ cỏ để ăn. Bây giờ trong nước có một đại thôn tên là Chi Việt. Cách thôn ấy không xa có một cái hồ to rộng rất nhiều cá, nên người ta gọi là hồ Đa Ngư. Dân chúng thôn Chi Việt đều dời gia đình đến ở bờ hồ, ngày ngày bắt cá ăn cho qua nạn đói. Các người chạy lưới được cá thì đem lên mé hồ làm thịt. Cá nhảy túa trên đất. Lúc ấy có một đứa trẻ độ 4 tuổi thấy cá nhảy, bèn reo mừng lấy que củi đập đầu chúng. Dưới hồ Đa Ngư có hai thứ cá, cá đa thiệt và cá phù. Hai chú cá cùng nhau nghị luận: "Chúng ta vô can bị loài người ăn thịt oan uổng, hậu thế quyết báo hận này." Phật bảo tiếp: "Tất cả dân chúng nam nữ lớn nhỏ trong thôn Chi Việt thuở ấy, nay là những người thuộc dòng họ Thích tại thành Ca Tỳ La Vệ. Đứa trẻ lấy que củi đập đầu cá chơi lúc ấy, nay là ta đây. Cá phù là vua Tỳ Lâu Lạc, cá đa thiệt là ác thiệt quân sư của Tỳ Lâu Lạc Vương vậy. Do nhân duyên lấy cây đập đầu cá, ta bị đọa địa ngục không biết mấy ngàn năm. Đến nay tu đắc quả chánh đẳng, vẫn còn nghiệp báo trả." Trong lúc vua Tỳ Lâu Lạc sát phạt dòng họ Thích, thì ta bị nhức đầu chửi dội. Xá Lợi Phất, ông có biết đầu ta nhức thế nào không? Khi ta bị nhức đầu, ta bảo A Nan múc nước lạnh 4 thăng đem đến, ta khoát nước rửa mồ hôi trên trán, tức thời nước bốc hơi tiêu mất đi. Ví như đốt một cái chảo không suốt ngày rồi rưới nước vào, nước liền bị nóng khô, đầu ta nhức cũng vậy. Xá Lợi Phất, ông xem Như Lai đã tận dứt cái ác, muôn hạnh lành viên mãn. Trời người thần quỷ, vua chúa quan dân thảy đều tán thán ca ngợi, mà còn chịu duyên nghiệp ấy. Huống những kẻ mê si chưa đắc đạo, ông và Chư La Hán cùng tất cả chúng sanh nên học lấy gương này, ráng gìn thân khẩu ý, chớ phạm vào ác nghiệp. Phụ Bình. Theo truyện Phật, lúc vua Ba Tư Nạc sang Ca Tỳ La Vệ cầu hôn với hoàng tộc, trong dòng họ Thích thấy Ba Tư Nạc là vua một nước nhỏ nhoi, cho rằng không xứng đáng. Nhưng vì muốn giữ tình giao hảo nên chọn một tỳ nữ xinh đẹp tráo hôn. Tỳ nữ ấy về ở với vua Ba Tư Nạc, sanh ra thái tử Tỳ Lâu Lặc. Một hôm, thái tử Tỳ Lâu Lặc về thăm quê ngoại, bị những người trong hoàng tộc Thích Chủng khinh khi mắng Tỳ Lâu Lặc là con của thị tỳ. Tỳ Lâu Lặc hổ thẹn giận lắm, bảo ác thiệt, viên quan theo hầu thái tử: "Sau này ta lên ngôi, người nhớ nhắc ta rửa hận này." Về sau, khi thái tử được lên ngôi, quân sư ác thiệt nhắc lại chuyện xưa, khuyến khích Tỳ Lâu Lặc đem binh diệt dòng họ Thích. Trong lúc cả họ Thích bị bại thì Phật cũng bị nhức đầu dữ dội. Chuyện trên nêu rõ việc nhân quả báo ứng của nghiệp sát, sát sanh là một trong ba ác nghiệp của thân, điều mà chúng ta thường phạm đến. Sát mạng phải đền mạng, đó là lẽ dĩ nhiên không trốn khỏi cơ trời báo ứng. Song nghiệp sát cũng có chia ra nặng nhẹ khác nhau. Về ngoại cảnh, làm chảy máu thân Phật, giết A-la-hán, giết thầy, cha mẹ và người ân của mình thì tội nặng hơn hết. Giết chúng sanh đồng hạng với mình tội bậc trung, giết loài hạ đẳng chúng sanh tội nhẹ hơn hai việc trên. Về tội tâm, lòng sân hận cố ý sát hại tội nặng. Tuy lòng sân hận nhưng không định giết, vì lỡ tay giết mạng, hoặc giả mình sát sanh nhưng không sân hận thì tội bậc trung. Giết bằng cách vô tâm ngộ sát tội nhẹ. Về thời gian khởi tâm, trước khi sát ý đã hân hoan với việc sắp làm
như vui vẻ rủ nhau săn bắn. Đang lúc sát và sau khi sát được, lòng càng bừng rỡ, đó là tội nặng hơn hết. Có ý như trên, nhưng sau khi sát rồi, lòng biết hối hận thương xót, tội nhẹ. Vô tâm ngộ sát, rồi lại hối hận thương xót, tội nhẹ hơn hết. Lấy đó mà suy xét cân phân, thì rõ tội nghiệp sát của mình làm nặng hay nhẹ, các nghiệp khác cũng như vậy. Giết lớn tội lớn, giết nhiều tội nhiều. Nhưng than ôi, việc làm chánh yếu của nhân loại hiện nay là sát hại sinh mạng. Những cuộc tàn sát giữa người và người đang diễn tiến trên thế giới, ngày nay ai lại chẳng đau lòng khi nghe đến. Nhưng thôi, đây là của vấn đề to lớn mà cá nhân không tài gì ngăn cản. Nay xét việc nhỏ nhặt mà chúng ta có thể cải thiện được phần nào. Nghiệp sát thật khó giữ cho khỏi. Con người vì sự xê dịch ăn uống hàng ngày phải vô tình hay cố ý sát hại biết bao sinh mạng. Bước đi một bước, cuốc một khoảng đất, đặt một luống cày, tức có vô số sanh linh bị giết. Hơn nữa, vì miếng ăn ngon miệng, chúng ta thường tìm đủ cách bẫy rập các loài vật để ăn, dẫu biết rằng ngày sau ta phải bồi thường rất thống khổ. Có vị thiền sư làm bài kệ khuyên đời bớt sát sanh: thay lền trong canh ngọt, oán hận thấu trời xanh, tiếng kêu nơi lò thịt, gây thành lửa chiến tranh. Lấy công tâm mà xét, giết loài vật để ăn là một hành động bất công. Tuy nay chúng nó yếu hèn không chống cự nổi, nhưng oán hận cũng có ngày báo trả. Con người tìm vui thích trong đau khổ của kẻ khác, nuôi thân mạng bằng xương máu của các loài vật, lại đòi được sống tự do hạnh phúc, đó chẳng khác nào trồng bồ hòn mà mong trổ những quả cam đường ngon ngọt. Thật ra, cái đòi hỏi ấy nghe chẳng mấy xuôi. Nếu muốn giữ được tự do hạnh phúc, nên giữ giới bất sát. Do nhân không bắt bớ làm thiệt mạng và đau đớn chúng sanh, không làm chia lìa bầy đủ của chúng, đời đời sanh ra được phước báo trường thọ, mạnh khỏe, không bị ai bắt bớ, làm thống khổ mình và quyến thuộc được sum vầy hạnh phúc. Việc nhân quả còn là chuyện của thế gian, giả lại đã qua rồi, không sao lấy lại được. Giờ đây chúng ta nên hạ tâm thương xót đến những loài nhỏ bé yếu hèn mà tha thứ dung dưỡng chúng nó, chớ ăn nuốt mạng của chúng một cách quá hời hợt dư thừa, và hãy dừng tay lại, chớ gấp thêm một miếng thịt của chúng khi ta đã vừa no. Được như vậy, tất nhiên do ảnh hưởng ở đôi đũa của ta mà chiến tranh sẽ bớt dần. Phật giải bảy đêm mộng của A Nan. Một hôm Phật ở thành Xá Vệ đang thuyết pháp cho vua Ba Tư Nặc và đại chúng nghe, thấy A Nan sắc diện ưu sầu, Phật hỏi ông: A Nan, vì sao hôm nay ông có vẻ không vui? A Nan đáp: Bạch Thế Tôn, đêm rồi con nằm mộng thấy bảy điều quái lạ. Tâm con linh cảm đó là việc bất lành nên lo sợ. Ông thấy những gì? Bạch Thế Tôn, đêm mộng thứ nhất thấy các sông biển đều bốc lửa lên dữ dội, ngọn lửa ngất trời. Phật bảo: A Nan, đó là điểm ám chỉ sau này trong tăng chúng nhiều người ác nghịch, ít kẻ thiện tâm. Vì muốn được sự cúng dường nên cùng nhau tranh cạnh, ví như nước biển trong mát biến thành lửa dữ. Vậy còn điểm thứ hai? Bạch Thế Tôn, kế đó con thấy mặt trời đã lặn, trên trời lại chẳng có một vì sao, khiến khắp Ta Bà đen tối mịt mờ. Phật bảo: A Nan, điểm ấy báo trước không bao lâu Như Lai sẽ nhập Niết Bàn, các đệ tử cũng nhập diệt, con mắt huệ của trời người đã mất, chúng sanh mê tối. Vậy điểm kế ra sao? Bạch Thế Tôn, đêm mộng thứ ba con thấy các tỳ kheo không tuân theo quy chế của Phật, khoác áo cà sa vào chùa bị rơi xuống hố, kẻ tại gia bạch y lại đạp lên đầu các tỳ kheo ấy.
Phật bảo: A Nan, điềm ấy ám chỉ vào thời Vị Lai tỳ kheo miệng thuyết giảng kinh điển nhưng chẳng phụng hành, chỉ lo ganh ghét mưu hại lẫn nhau, rốt cuộc bị đọa lạc. Nhóm Bạch Y thừa cơ đứng lên khinh miệt Tam Bảo, phỉ báng tăng chúng và hủy hoại chùa tháp. Vậy còn điềm thứ tư: Bạch Thế Tôn, con thấy tỳ kheo pháp y không lành lẽ, đi quanh quẩn trong lùm bụi gai góc. Phật bảo: A Nan, điềm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo bỏ pháp y, phá giới luật, vui theo việc thế tục vợ con. Đó là điềm bất hạnh cho đại pháp. Vậy còn điềm thứ năm: Bạch Thế Tôn, con thấy nơi rừng Sầm Uất có rất nhiều heo rừng ủi tróc gốc đại thọ chiên đàn. Phật bảo: Điềm ấy chỉ vào thời Vị Lai, các tỳ kheo chỉ lo về sinh hoạt, bán Phật buôn kinh để sống. Vậy còn điềm kế tiếp: A Nan bạch, trong điềm thứ sáu, con thấy voi lớn chán bỏ voi con, còn sư tử chúa của muôn thú rừng đã chết, các thú khác vẫn khiếp sợ mà xa lánh. Nhưng không bao lâu, trong thân sư tử sanh ra những sên trùng, chúng trở lại ăn rút thịt sư tử. Phật buồn bã khẽ lắc đầu bảo: Voi lớn bỏ voi con ám chỉ đời Vị Lai, các trưởng lão tỳ kheo chỉ lo tư lợi, không dẫn dắt kẻ hậu tiến. Các thú khác sợ sư tử nên tránh xa, còn sên trùng trong thân sư tử sanh ra trở lại rút thịt sư tử, đó là điềm báo trước chánh pháp của Như Lai, chẳng phải do ngoại đạo làm bại hoại, mà do chính các hàng đệ tử xuất gia và tại gia của ta tự làm hoại pháp ta. Vậy còn điềm cuối cùng: Bạch Thế Tôn, con thấy mình đội núi tu di mà không biết nặng. Phật bảo: A Nan, điềm ấy báo trước sau 3 tháng nữa Phật nhập Niết Bàn, các tỳ kheo trời người đều mong nơi ông mà học hỏi và kết tập kinh điển. Bố thí được phước báo hiện tiền. Tại thành Xá Vệ, có vợ chồng trưởng giả nọ sanh được một gái đẹp đẽ phi thường, đặt tên là Thúc Ly. Đứa bé vừa sanh đã có y phục trắng mịn che thân, lớn lên y phục cũng lớn theo. Nàng đến tuổi cập kê, cha mẹ rước thợ bạc về chạm nữ trang để làm của hồi môn cho nàng. Thúc Ly hỏi: Cha mẹ sắm những thứ ấy để làm gì? Con đã lớn, cha mẹ định gả con nên sắm nữ trang cho con. Thúc Ly nói: Con không muốn lập gia đình, xin cha mẹ cho con xuất gia. Cha mẹ nàng rất nuông chiều con nên ưng thuận theo lời xin, bèn truyền đem hàng giải ra các may pháp phục cho nàng mặc đi tu. Nàng ngăn lại bảo: Con sanh ra vốn y phục bảo thân, cha mẹ chớ nhọc lo, xin đem con đến yết kiến Phật cầu xuất gia. Khi Thúc Ly được Phật thâu làm tỳ kheo ni, y phục của nàng cũng biến thành ngũ y. Nàng tinh tấn tu học, chẳng bao lâu chứng quả A La Hán. Bấy giờ A Nan lấy làm lạ, bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Thúc Ly tỳ kheo ni do phước nghiệp gì được sanh trong gia đình giàu có, vừa sanh ra đã có y phục tùy thân, xuất gia chẳng bao lâu chứng quả A La Hán? Phật bảo: Ông hãy nghe kỹ, suy xét tận tường, ta sẽ vì ông mà nói rõ duyên do ấy. Thuở quá khứ xa xưa, có Đức Phật Tỳ Bà Thi xuất hiện cùng chư đệ tử rộng độ chúng sanh. Lúc bấy giờ, vua và thần dân trong nước thiết đại hội cúng dường cầu nghe pháp. Có một vị tỳ kheo thường đi khuyến hóa khắp nơi, đến một chòi tranh nọ gặp một người đàn bà nghèo khổ tên là Đàn Địa Già. Tỳ kheo khuyên nàng ấy nên đến chỗ Phật bố thí và nghe pháp. Tỳ kheo giảng giải về công đức bố thí và tai hại của tánh tham lam bỏng sẻn cho nàng nghe. Đàn Nhị Già nghe xong bảo tỳ kheo hãy chờ giây phút, nàng vào thuật lại với chồng và ngỏ ý muốn bố thí. Chồng nàng tưởng vợ có dành dụm chút ít tiền riêng nên hứa: Thì muốn thí thì thí đi. Nàng chỉ vào cái chăn, chồng nàng bảo: Cái chăn ấy mặc để đi ra ngoài kiếm ăn,
nếu vô tất ngồi nhà chết đói hết à? Nàng khuyên giải: vợ chồng ta kiếp trước không bố thí nên nay cùng khổ tới nỗi này, nếu không làm được việc phước nào, ngày sau e còn nguy khốn hơn nữa. Thà nay bố thí mà chết, sao có chỗ hy vọng. Chồng nàng nghe nói vui vẻ chịu chết để bố thí. Nàng trở ra đứng nấp trong cửa bạch tỳ kheo: xin đại đức nhận vật bố thí này. Tỳ kheo bảo: đàn diệt hãy ra đây bố thí để ta chú nguyện. Nàng đáp: tôi chỉ có tấm chăn để mặc, nay đem bố thí, thân lõa lộ không ra được, xin ngài nhận cho. Nói xong, nàng ném chăn ra cửa. Tỳ kheo lấy chăn chú nguyện rồi đem về chỗ Phật. Đức Phật bảo tỳ kheo đưa tấm chăn ấy cho ngài. Ngài tự tay cầm lấy chăn, khiến vua quan và tí chúng đại hội đều có ý hiềm tỵ. Vì sao Phật tự dùng cánh tay muôn phước trang nghiêm thọ lãnh vật thô tệ dơ giấy như thế? Phật biết tâm lý chúng nhân, bèn đưa chăn ra bảo: ta xem tất cả các món quý giá trong đại hội cúng dường hôm nay chưa bằng được vật này. Phật thuật rõ việc vợ chồng Đàn Nị Già chịu lõa lồ chết đói trong xó nhà để thí, thế nên vật khinh mà tình trọng. Nghe Phật nói, mọi người đều cảm động. Hoàng hậu tháo đồ trang sức vàng ngọc, cả vua quan cũng đem y phục tiền bạc góp lại gửi giúp vợ chồng Đàn Nị Già và bảo đến chỗ Phật nghe pháp. Thuật đến đây, Phật bảo A Nan: Đàn Địa Già nghèo khổ xưa kia nay là Thúc Ly Tỳ Kheo Ni vậy. Do lòng thanh tịnh bố thí nên trải 91 kiếp sanh nơi nào đều có y phục tùy thân, không hề túng thiếu. Và do ngày trước ở nơi pháp hội của Tỳ Bà Thi Phật nghe pháp phát nguyện giải thoát nên nay được gặp ta và đắc đạo quả A-La-Hán. Vậy các ông nên tinh tấn nghe pháp bố thí. Phụ bình. Sự giao tiếp ở đời người ta thường bảo tiếng chào cao hơn mâm cỗ. Việc bố thí cũng vậy. Cái cao quý do tấm lòng, không tại nơi vật quý. Và bố thí một ít nhưng thâu hoạch cả muôn vàng. Hai vợ chồng Đàn Nị Già chỉ có một cái chăn. Người này mặc đi kiếm ăn thì người kia phải trần truồng ngồi nhà đợi. Ôi, trên đời có vô số kẻ cơ bần, nhưng nghèo đến như hai vợ chồng này thật thế gian hy hữu. Vậy mà Đàn Nị Già làm được phước báo nhãn tiền và đời đời sanh nơi phú quý có y phục tùy thân, chỉ đến đắc đạo tưởng chưa quá đáng. Chúng ta giàu nghèo lắm cũng bằng Đàn Nị Già là cùng. Thản nhiên chưa làm được việc bố thí, chớ đổ rằng vì túng thiếu mà nên tự nhận vì thí tâm của ta chưa dõng mãnh vậy. Thấy sát sanh vui theo bị quả báo. Có một vị trưởng giả tài của vô số kể nhưng hiếm con. Ông chỉ có một người con để nối dòng. Con ông rất thông minh, tuấn tú, thế gian ít người sánh kịp. Bao nhiêu tình thương và hy vọng ông đều đặt vào đứa con yêu quý duy nhất ấy. Đứa nhỏ đến tuổi thành nhân, ông chọn nơi môn đăng hộ đối cưới vợ cho con. Một hôm vợ chồng nó ra huê viên ngắm cảnh. Vợ thấy hoa phượng dĩ nở đỏ cành, thật thích ý. Chồng muốn làm vừa lòng vợ, trèo lên cây định bẻ một cành hoa biếu vợ. Chẳng may gãy nhánh, té xuống chết tốt. Trưởng giả hay tin con té chết, quá đỗi sầu thảm, khiến người tẩn liệm quàng tại nhà sau. Ngày ngày ông đến linh cữu khóc than thảm thiết, ngất đi tỉnh lại chẳng biết mấy lần. Ngày kia Phật đi hóa trai đến nhà trưởng giả. Ông thỉnh Phật vào nhà cúng dường cơm nước. Phật thấy ông buồn rầu tiều tụy, bèn hỏi duyên do. Trưởng giả đem việc con mình chết bất đắc kể lại và bạch: bạch Thế Tôn, chẳng rõ nhân duyên tội nghiệp ra sao mà con tôi phải chết yểu, lưu sầu thảm hại cho tôi như vậy. Phật bảo: này trưởng giả, cách đây vô số kiếp, có ba người thương buôn đang ngồi dưới bóng cây bên vỉa đường nghỉ mệt.
Có một đứa nhỏ mang cung tên đến gần ba người ấy, dừng lại, dương cung nhắm bắn một con chim đang đậu trên cành. Ba người đồng nói: "Chim đậu trên cao như vậy mà ngươi bắn trúng thì hay lắm." Đứa bé buông dây, chim bị tên xuyên ngang mình rớt xuống chết tốt. Ba người kia vỗ tay khen ngợi tài thiện xạ của đứa trẻ. Phật nhìn ngay đứa trẻ kết thúc câu chuyện. Phật nhìn ngay trưởng giả kết thúc câu chuyện. Ba người thương buông khi trải qua nhờ tu phước đức nên nay một người làm thiên đế cõi trời. Một người sanh cõi nhân gian giàu có muôn hộ chính là ông. Và người nữa là Long Dương ngự trị dưới thủy cung. Còn đứa bé thiện xạ kia đã sanh làm con thiên đế, vừa bị yểu tử. Thiên đế đến nay còn sầu não, kế xuống nhân gian làm con trưởng giả và bị té cây chết, khiến trưởng giả buồn khổ. Hiện giờ nó đã đầu sanh làm con của Long Dương và ít lâu sẽ bị chim kim xúy điểu ăn thịt, khiến Long Dương cũng sầu thảm như ông vậy. Bởi xưa kia hoan hỷ với việc sát sanh của đứa bé ấy nên phải thảm khổ vì sự yểu tử của nó. Phụ bình. Theo kinh Phật dạy, phàm tạo nghiệp lành dữ đều có ba cách: tự mình làm, khuyên người làm và thấy người khác làm mà vui theo. Trường hợp của trưởng giả nói trên là kiến sát tùy hỷ, thấy sát sanh mà vui theo. Kẻ sát sanh mạng căn ngắn ngủi, người vui thấy việc sát tất phải khổ sầu vì kẻ bạc mạng kia. Nhưng ôi, vui chẳng có bao mà khổ thật quá khổ. Nên chúng ta tin luật nhân quả, dù không có phương tiện làm lành, ta cũng nên khuyên người làm và vui vẻ, hài lòng khi thấy người khác làm được gì phải hầu tránh khổ báo, lại được yên vui về sao vậy. Cậy thế quỷ thần. Có vị tỳ kheo vừa khóc vừa đi lang thang trên quãng đường rừng vắng vẻ, bỗng có một con quỷ hiện ra đón nói: "Ông đi đâu? Vì sao khóc lóc?" Tỳ kheo đáp: "Tôi chẳng may phạm giới, bị giáo hội trục xuất, dân chúng thấy vậy không cúng dường nữa, nên tôi phải bỏ tụ lạc đi nơi khác. Nghĩ tuổi phận nên tôi khóc." Quỷ bảo: "Vậy ông cũng đồng cảnh ngộ với tôi. Tôi vì phạm tội nên bị Tỳ Sa Môn Thiên Vương đuổi đi. Bây giờ tôi có kế giúp ông được dân chúng tín nhiệm cúng dường long trọng. Nhưng ông nhớ, khi được món gì trước phải cúng giái tôi." Tỳ kheo hứa chịu. Quỷ bèn cổng tỳ kheo bay về chỗ cũ. Dân chúng tụ lại chỉ thấy tỳ kheo chớ không thấy quỷ. Ngờ tỳ kheo đắc đạo biết đằng dân, cùng nhau lễ bái thỉnh về chùa, lại còn khiển trách giáo hội xét đoán không công minh, đuổi oan người đắc đạo. Từ đấy dân chúng tấp nập đem dân cúng lễ vật. Tỳ kheo y như lời hứa, mỗi mỗi đều vái cúng cho quỷ trước. Ngày kia quỷ đang cõng tỳ kheo du hành trên không, chẳng may gặp quan thuộc của Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Quỷ kinh hãi ném tỳ kheo xuống đất và tận lực đào tẩu. Tỳ kheo bị rơi từ không trung xuống đất nát thay. Phụ bình. Trên đời này có lắm kẻ không quan thiết đến việc trao luyện tài đức, chỉ chuyên chạy chọt nịnh bợ cầu cạnh vào quyền thế của người khác để hưởng danh vị lợi lộc mà đúng ra mình không xứng đáng hưởng. Ngày kia chỗ dựa nương ấy siêu đổ, tất mình phải mang khổ nhục. Điều này hằng xảy ra trên thực tế mà ai cũng từng chứng kiến. Trường đời đã vậy, trong cửa đạo cũng lắm hạnh dối tu, mang lốt bề ngoài để lòe người đặng lợi dưỡng tấm thân. Có kẻ dùng phù chú hay ở ngáp xuống lên, thượng sát cởi đồng, nương dựa quỷ thần, dối nói việc thiên cơ, đoán họa phước tương lai cho người để mua chút hư danh. Những hạng người nói trên, nếu chẳng sớm cố gắng tự trau dồi đức hạnh trí tuệ cho xứng đáng, được đời tôn trọng, lại cứ lừa dối mãi, e ngày kia như tỳ kheo rơi ngã thiệt thân. Quán tặc đón đường. Một hôm,
Phật cùng đệ tử đang đi theo đường cái, bỗng Phật rẽ tắt vào đường cỏ. A Nan thưa hỏi duyên do, Phật bảo: ở trước kia có quán tặc đón đường, chốc nữa ba người phạm chí sẽ bị hại. Giây phút sau có ba người phạm chí đi đến gặp vàng bạc bảo vật tụ đóng ở dãy đường. Ba người thu lượm rồi bàn tính: giờ đã trưa rồi, vậy hai người ở lại giữ vàng, một người trở xuống chợ mua thức ăn rồi sẽ lên đường. Phân công xong, người mang tiền xuống chợ vừa đi vừa nghĩ, sẵn dịp sẽ dùng độc dược thuốc hai người kia để hưởng trọn tài của một mình, có thể hơn chia lấy một phần ba. Nghĩ đoạn đến chợ, người ấy mua thuốc độc trộn vào đồ ăn đem về. Hai phạm chí ở lại giữ vàng cũng sanh lòng bất chánh, thương nghĩ cùng nhau giết tên kia để đạt phần của y. Tên phạm chí đi mua thức ăn đem về bất ngờ bị hai người kia hạ sát. Thi hành xong thủ đoạn, họ ném thay tên ấy vào rừng rồi lấy đồ ăn ra dùng, bị ngộ độc chết cả. Phụ bình: người đời thiếu thốn tiền của chịu lắm điều điêu đứng, trái lại kẻ có tiền nhiều thì được hạnh phúc sung sướng. Vậy mà Đức Phật cho rằng vàng ngọc là oán tặc đón đường, có quả vậy chăng? Cứ theo chuyện vừa kể trên và chiêm nghiệm ngay các việc xảy ra hàng ngày mà chúng ta đã thấy hoặc đọc trong các báo, những vụ giết chóc, phản bội, tàn hại nhau vì tiền không kể xiết, đủ chứng minh vàng ngọc tiền của thật là oán tặc. Vì nó mà muôn ngàn thảm họa nảy sinh, cả đến chiến tranh bùng nổ khắp trên thế giới ngày nay cũng vì tham lợi. Người ta bảo đời nay là thời đại kim tiền, vì kim tiền ngự trị trên tất cả. Nhưng xét cho cùng, vàng bạc phải chăng thật có mãnh lực vạn năng đến thế? Đúng ra vàng bạc là vật vô tri, nào biết hại ai, chỉ tại lòng tham độc con người tự hại lấy mình. Vật vô tình tại mình hữu ý, báo vật chẳng qua là một duyên cớ, một mục tiêu để người ta nhắm vào mà tranh đoạt. Dứt được lòng tham này, thế giới sẽ hòa bình ngay, và báo vật không còn là oán tặc nữa. Trái lại, ta có thể dùng nó làm lợi khí giúp đời qua cơn túng thiếu. Chính Đức Phật có dạy: tài vật không đáng tiếc và cũng chớ nên khinh, như trong câu chuyện sau đây. Chớ nên tiếc cũng chớ nên khinh thân mạng và tài vật. Có 500 vị lực sĩ xuất gia làm tỳ kheo đồng ở chung một chỗ tọa thiền học đạo. Một hôm trộm thừa lúc tỳ kheo đang tụng niệm lén đến lấy tất cả đồ đạc. Mỗi vị tỳ kheo chỉ còn một bộ nê hoàng tăng đang mặc. Bèn đến bạch Phật hay tự sự. Phật bảo: sao các ông không tri hô lên khi kẻ trộm mới đến? Tỳ kheo bạch: vì từ trước đến giờ Thế Tôn chưa cho phép nên chẳng dám. Phật bảo: nếu không hô lên, trộm lột hết đồ đạc các ông, ai đền lại cho? Vậy từ nay ta cho phép các ông, nếu có trộm đến la lên, lấy gậy, đá, ném, đập dọa đuổi nó đi, nhưng chớ cố làm cho nó bị thương tích. Thân mạng và tài của đối với người tu không đáng tiếc, cũng chớ nên khinh. Thân không đáng tiếc vì nó là một vật vô thường, bại hoại không bền vững. Người si mê cho thân mạng và tài vật là thật của mình, đem lòng thương tiếc, tham đắm, gây nhiều nghiệp bất lành, thác đọa vào ác đạo. Bởi thế nên không đáng tiếc. Thân chớ nên khinh, vì nhờ có thân này, khi gặp bậc hiền thánh kính quỳ lễ bái tiếp nghinh, sao nhờ phước đức ấy đắc kim cương bảo trân. Thế nên chớ hủy hoại thân thể. Mạng sống chẳng đáng tiếc, vì con người muốn bảo tồn mạng sống nên sát hại, cướp trộm, dâm dật, đố, miệng nói vọng ngữ, ác khẩu, lưỡng thiệt, ỷ ngôn, tâm sanh tham, sân si, tà kiến, về sau bị đọa địa ngục. Lại chớ khinh mạng sống, vì nhờ có mạng sống nên gặp thánh hiền, nghe được pháp yếu tu hành, sao đặng phước báo thọ mạng vô lượng. Thế nên chớ khinh mạng sống. Tài vật không đáng tiếc, vì nó thuộc của năm nhà: vật cướp, nước trôi, lửa cháy, quốc gia trưng dụng,
con bất hiếu phá tán. Năm điều ấy bất ngờ xảy đến khiến tài vật tiêu tan. Lại chẳng nên khinh tài vật, vì nhờ có của gặp bậc đại phước điền dùng nó để bố thí cúng dường, sao sẽ đặng kho tàng bảy báo khắp bốn phương cứu giúp được vô số kẻ nghèo đói. Thế nên chớ nên khinh hủy tài vật. Đức Phật ân cần giảng tiếp: Phàm bố thí tu phước chớ nên cầu phước báo cõi nhân thiên, hãy cầu quả Phật. Ví như gieo trồng hạt giống, chỉ cầu trổ trái, chẳng cần cây lá, nhưng cây lá tự nhiên sanh ra trước. Tu phước cầu Phật quả, quả tuy chưa đến, nhưng ngôi vị Kim Luân Vương, Đế Thích Phạm Vương tự nhiên đến trước vậy. Phụ bình: Có thân phải khổ vì thân, lẽ ấy ai ai cũng rõ. Nào đói rét, tật bệnh, nào thiên tai địa ách, muôn ngàn thảm họa đều trút đổ lên thân. Con người vì thân mà gây ra lắm oan nghiệt, nên khổ trước chưa nguôi, sầu sau đã tới. Tuy thế, nhưng ai cũng mến tiếc xác thân, thương thân, tại sao không bảo tồn nó được? Vì thế, Phật dạy thân không đáng tiếc. Trên thực tế, thân chẳng phải vô ích, bao công lao hiển hách, những triết lý cao siêu và cả công trình vĩ đại có lợi ích cho đời, há chẳng nhờ tiền nhân cùng các bậc tài cao đức lớn đem thân mạng ra xây dựng nên ư? Vì thế Phật cũng vậy, chớ nên khinh hủy thân mạng. Có thân mạng mới tu hành và làm được các việc hữu ích. Nếu có thêm tài của càng hay, nhưng ta phải ngự trị được thân mạng tài của. Nếu để chúng sai khiến lại ta, thì tài của sẽ là oán tạch, đời sống tối tăm đau khổ, và thân là kho chứa những tai họa kinh hồn. Cách ngôn Tây Phương có câu: Tiền của là một đứa tớ rất tốt, nhưng là một ông chủ tàn ác vô cùng. Lẽ họa phước. Có một vị trưởng giả thiết thực đem đến chùa cúng dường cho 10 vạn chư tăng để cầu phước vui ở cõi trời. Trong số sa môn có một vị tuổi quá già, đầu bạc, răng rụng, thân thể gầy ốm, đã chứng quả La Hán đắc lục thông, làm thượng thủ cai quản tăng hội. Sau khi chú nguyện thọ thực, lão tỳ kheo bảo chủ nhà rằng: Đàn dược bố thí hôm nay đắc đại tội. Bấy giờ những vị sa môn chưa đắc quả bảo nhau: Thượng tọa già lẩm cẩm nói trái lẽ. Ông đáp: Ta nói sự thật chẳng phải sai đâu. Chúng sa môn hỏi: Vì sao gieo giống phước lại đắc tội? Ông đáp: Các ông biết một vừa biết hai. Người này nhờ gieo giống phước sao được sanh lên cõi trời như sở nguyện, nhưng trong khi hưởng phước vui, sanh lòng kiêu mạn, chẳng cầu đạo giải thoát, gặp Phật không quy y, thấy pháp kinh chẳng cần xem, không kính trọng sa môn, tâm tánh buồn lung phóng dật, đến khi thiên phước hưởng tận sẽ đọa vào ác đạo vô lượng kiếp, đền xong tội nghiệp mới thoát khỏi. Vì tham thọ hưởng vui thế tục, nếu chuyển tâm hướng về theo chánh đạo, gieo giống lành ngày sau hưởng sẽ khỏi bị hậu quả khổ sở. Phụ bình: Họa đó rồi phước đó, trong may có rủi, trong rủi có may, như truyện tái ông mất ngựa. Đó là họa phước do túc nghiệp tiền duyên mà con người thường cho là định mệnh. Còn đây, lẽ họa phước do lòng kiêu sa của người khi thạnh thế, hay lòng trắc ẩn khi thấy kẻ đồng bệnh tương thân. Có người lâm cơn nguy nạn, ngẫm mình mà xét đến người nên làm được việc phải, nhưng lúc sang vào quên thuở hàm vi, làm điều thương luân ác đức. Lại có kẻ giàu thì dâm dật kiêu căng, nghèo túng thì sinh ra gian hùng điêu trá. Nghiệp bất lành chưa trả mãi dai thêm, với kẻ ấy cảnh nào cũng là cơ hội không may. Nếu tin ở nghiệp quả luân hồi, biết lấy sự giải thoát làm định hướng cho mình, thì giàu nghèo, sướng khổ không thể xoay chuyển được thiện tâm. Sống ngoài dòng tục lụy, thông dong thọ hưởng lúc giàu sang,
vui vẻ chịu đựng cơn bỉ cực. Với người đã tìm hiểu chân lý, lạc đạo an bần, dù gặp cảnh nào cũng là cơ hội tốt. Đức Phật dạy, thà ở trong tội tác phước, chớ nên ở nơi phước tác tội. Bị diệt nước ràng buộc, đau ốm, nghèo khó mà tu phước đức, đó là trong tội tác phước. Được an nhàn tu học lại không lo hành đạo, tụng niệm kinh điển, tức là nơi phước mà tạo tội. Thể theo ý trên, chúng ta có thể kết luận một câu mà kẻ tiểu nhân đắc thế thường cho là nói đúng: thà nghèo mà biết tu hành tác phước còn hơn người giàu có chỉ kiêu sa phóng dật, gây nhiều ác nghiệp. Thiên kiến. Có vị thái tử vừa lên 7 tuổi đã theo thầy vào non học đạo, không từng hiểu biết về việc xử thế. Khi vua cha băng hà, các quan lên non tìm rước thái tử về nối ngôi. Thái tử về cung, được trù quan nấu nướng các thức ăn cao lương mỹ vị dâng lên cho thái tử. Ăn ngon miệng, thái tử khen ngợi trù quan là bậc tài giỏi nhất đời, mỗi mỗi việc nước đều hỏi trù quan cả. Quần thần thấy vậy cười bảo Tân Dương: trù quan chỉ giỏi nấu ăn thôi, quốc gia đại sự mỗi việc đều có người chuyên môn cai quản. Trị nước có quan lại bộ, binh dung có quan binh bộ đảm nhiệm, không thể chỉ dùng một người mà hoàn thành được muôn việc, nhất là việc lớn lao hệ trọng. Tân Dương hiểu ra, tự cười sự thiên kiến quá ngớ ngẩn của mình. Phụ bình. Cách ngôn xưa có câu: nhất ngôn trúng dạng ngôn dụng, nhất ngôn bất trúng dạng sự bất thành. Ôi, vì sao chỉ trúng được một lời thì cả dạng lời đều tinh dụng, còn rủi trật một lời cho rằng dạng sự hỏng bét? Vậy nếu lời nào trúng thì dùng, còn trật thì thôi chẳng đặng ư? Chả hiểu có phải nhờ ảnh hưởng của câu châm ngôn ấy mà những nhóm sơn đông khoe tài ảo thuật của chúng rùm beng, và nhờ nói được làm được nên chúng bán thuốc rất chạy. Lối thiên kiến và cố chấp ấy làm như thông bệnh của mọi người. Thầy Mạnh Tử bảo: ta không ưa tật cố chấp, nó chỉ được có một việc mà hư hỏng cả mọi việc. Sự thiên kiến và cố chấp hay làm ngăn trệ trí hóa của ta. Giả như có một sự nhận xét nào hay, xem được một quyển kinh nào phù hợp, liền cho ý kiến ấy tuyệt diệu, quyển kinh ấy đầy đủ rồi, từ khước mọi ý khác dù có hay hơn, không chịu xem một quyển kinh nào khác dù là kinh Phật, thì ta không tài nào tiến xa hơn nữa. Trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Cái chân lý tuyệt đối tất nhiên không thể dùng đến lời nói, vì ngay chữ tuyệt đối đã là con đẻ của tương đối rồi. Đã tương đối tất có hàm chứa mỗi mỗi cái hay, cái phải của nó. Muốn nhận xét đúng sự thật, tiến đến chỗ hiểu biết sâu xa, làm nên việc lớn, ta phải xem xét toàn diện sự thật, dung hợp những ý kiến hay và biết dùng người đúng chỗ. Việc tu hành cũng vậy, chớ quá câu nệ thiên chấp một pháp nào, rồi tuyệt bỏ tất cả Phật pháp mà thành ra ngớ ngẩn, như nhà vua trị nước chỉ biết có người đầu bếp. Xuống mà lên. Có vị quốc vương mỗi lần gặp vị sa môn đều xuống xe lễ bái. Quần thần cho như vậy là giảm giá trị của vua nên can: tâu bệ hạ, ngài là bậc tối tôn trong nước, chớ nên xuống xe lễ bái các sa môn, e làm nhục quốc thể. Vua đáp: các khanh chẳng hiểu, phàm kẻ biết khiêm cung lễ kính cha mẹ, các bậc tôn trưởng sa môn, hiện thế được thiên hạ kính, vì sau khi mạng chung sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước lạc. Trẫm nay xuống xe hạ mình lễ kính chư tăng, ấy là trẫm lên, chứ có xuống đâu mà các khanh phòng sợ nhẹ quốc thể. Các quan nghe nói đều cúi đầu khâm phục. Phụ bình. Con người nếu thiếu tánh tự trọng, tất không gìn được giá phẩm, bạ nói bạ làm, vô liêm bất chánh. Người như vậy dẫu có tài giỏi hoặc ở địa vị nào
cũng đáng khinh bỉ, nhòm gớm. Trái lại, người biết tự tôn tự trọng, dù ở nơi vắng vẻ chẳng làm điều bất chánh, tính việc sằng xiên. Thế nên đức tự trọng cần phải có, vì nó là cái danh dự chơn chánh và đạo quý của con người. Nhưng tự trọng là không phải dênh dênh tự đắc, khi người ngạo vật thành ra ngạo mạn kiêu căng, sống đã vô bổ cho xã hội, còn khiến cho mọi người chán ghét. Bây giờ xét qua tánh khiêm hạ có phản trái với tánh tự trọng chăng? Một vị giáo sư cúi đầu đáp lễ đứa bé đang kính cẩn chào mình. Sinh viên hỏi: "Sao thầy lại hạ mình chào một đứa trẻ nhỏ?" Giáo sư đáp: "Vì ta sợ nó chê ta không biết lễ bằng nó. Khiêm tính không làm giảm giá trị của ta. Nếu địa vị càng cao, ta càng nên khiêm hạ. Càng khiêm hạ, phẩm giá càng tăng, người đời càng yêu thích. Theo Phật dạy, tâm ngã mạn, cống cao sẽ sanh nơi đê tiện hèn hạ, tâm khiêm cung sẽ sanh nơi tôn quý. Và theo luật phản ứng tự nhiên, khinh người thì người khinh lại, trọng người thì người trọng lại. Cứ như trên thì khiêm cung tức là tự trọng, tự nâng cao phẩm giá của mình. Trái lại, tự kiêu, coi ta đây là hơn hết, xem đời như thể rác rơm, đó là xúi người phỉ nhổ mình, tự làm cho đời mình trở nên hạ tiện. Rõ lẽ hạ mình xuống, để đời mình cao vượt lên như già vua đây, quả đáng làm gương cho thế nhân vậy. Pháp vũ nhiệm màu. Bọn ngoại đạo vào thời Đức Phật còn trụ thế, vốn oán ghét Đại Đức Mục Kiền Liên đã làm cho chúng giảm uy tín, mất hết tín đồ. Vì Mục Kiền Liên là đại đệ tử của Đức Phật, thần thông đệ nhất. Do thần thông lực mà bọn ngoại đạo bị Ngài hàng phục, nên chúng hợp nhau cùng mưu tính trả thù. Bởi thấy mãnh lực vạn năng của Mỹ Sắc, chúng dùng tiền bạc mua chuộc một người đàn bà chuyên nghề bán phấn buôn hương. Nàng này tuổi ngoài 30, nhưng thân hình còn ẻo lả thướt tha, sắc đẹp còn mặn mà duyên dáng dễ cảm lòng người. Nhất là nàng đã trải nhiều kinh nghiệm trong việc giao tiếp với đời, nên lời ăn tiếng nói dịu dàng khôn khéo. Bọn ngoại đạo xui nàng tìm cách cám dỗ, làm tiêu tàn giới đức của Mục Kiền Liên. Một hôm trên quãng đường rừng vắng vẻ, cô ả ngồi đón Đại Đức Mục Kiền Liên đi khất thực trở về. Khi Mục Kiền Liên đi gần đến nàng, thì nàng đứng lên án đường và nhỏ nhẹ thưa: "Bạch tôn giả, chắc ngài chẳng có việc chi phải vội, xin ngài dừng lại để tôi được cùng ngài hầu chuyện giây lát." Mục Kiền Liên đứng lại chú ý nhìn nàng. Qua cái nhìn ấy, chẳng những ngài thấy rõ sắc diện của nàng, mà luôn cả ý đồ đen tối của nàng nữa. Nghiêm sắc mặt, ngài bảo: "Cô đã sống một cuộc đời khổ sầu tội lỗi quá nhiều, nay lại vì tiền nghe lời ngoại đạo toan có hành động ám muội với kẻ tu hành nữa sao?" Cô ả giang hồ giật mình kinh ngạc, nhưng vẫn còn cố gỡ gạt: "Bạch Đại Đức, sao ngài có ý nghĩ không tốt cho tôi?" Mục Kiền Liên đáp: "Cô không thể che giấu được ẩn ý đối với tôi đâu. Cô vì quá thích ưa và ỷ lại nơi sắc đẹp ảo ảnh của mình mà lao vào đường nhơ xấu, và chính sắc đẹp ấy giúp cô có cơ hội làm ác, để rồi ngày càng lún sâu vào vũng bùn tội lỗi đau thương, khó có thể dùng dãy thoát ly ra được. Chẳng khác nào loài voi sa lầy, càng lúc càng lún thêm đến thiệt mạng." Cô ả biến sắc, vừa kính phục Đại Đức, vừa bối rối hoảng sợ hậu quả cuộc đời tội lỗi của mình bấy lâu nay, bèn quỳ xuống cúi đầu thổn thức thưa: "Bạch Đại Đức, tôi là người đàn bà đã gánh chịu quá nhiều đau khổ bất công và sống một cuộc đời nhơ nhớp xấu xa. Tôi có thể đứng trước ngài một bậc thánh thiện để sám hối được chăng? Nói ra các điều tồi tệ của đời tôi, e ngài phải bịt tai quay mặt." Thấy nàng chân thành hối quá, Mục Kiền Liên ôn tồn an ủi: "Không hề gì, cô cứ nói, tôi sẽ tùy phương tiện giúp cô hoán cải cuộc đời. À, mà cô tên gì?" Nàng tiếp tục kể lể: "Kính thưa Đại Đức,
Tôi tên là Liên Hoa Sắc, sanh tại thành Bích Xoa. Năm 16 tuổi xuất giá theo chồng, sinh hạ con gái. Kế chẳng may cha mất, mẹ tôi về ở với vợ chồng tôi. Được ít lâu, mẹ và chồng tôi tư tình với nhau. Trời ơi, khi rõ được chuyện không may ấy, lòng đau quặn thắt can trường. Ăn làm sao, nói làm sao bây giờ? Thôi, tôi đành âm thầm bỏ chồng con ra đi xa xứ, cho khuây khỏa nỗi lòng. Sau đó, tôi tái giá. Người chồng sau này thường đi thương mãi xứ xa. Có một dạo, chồng tôi sang thành Bích Xoa, nơi quê hương của tôi, để mua bán. Người bèn bỏ ra một số tiền to lớn, cưới một nàng thứ thiếp trẻ đẹp, đem về giấu giếm ở các nhà bạn hữu. Hay tin ấy, tôi làm dữ, khóc lóc, đe dọa đập phá, đòi chồng phải đem con bé ấy ra cho tôi xem, coi nó xinh đẹp như thế nào mà chiếm được ái tình của chồng mình. Lúc chưa thấy thì còn đỡ, khi thấy mặt kẻ tình địch, tôi ngã ra bất tỉnh. Trời ơi, kẻ cướp chồng tôi chẳng phải ai xa lạ, nàng là con gái của tôi với chồng trước. Trời ơi, còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Làm sao mà ngồi yên trong gia đình ấy nữa đây? Khổ tâm tới cùng cực, tôi đâm ra hận đời, quán người, liệt dấn thân vào chốn ăn chơi để đem sắc đẹp của mình ra trả thù thiên hạ, gây biết bao tai ác, biết bao gia đình tan nát, xáo trộn cũng vì tôi, bao nhiêu sự nghiệp tiêu tán. Tôi quyết trút hết nỗi oán hờn vào những bọn đàn ông đắm sắc mê hoặc. Không nói chắc ngài cũng rõ, hiện tại đối với tôi chỉ cần có tiền thôi, dù việc tồi tệ xấu xa đến đâu cũng chẳng từ. Thuật đến đây, Liên Hoa Sắc nước mắt ràn rụa, người nhìn một Kiền Liên bạch. Bạch đại đức, một người đàn bà tội lỗi ngút đầu như tôi chắc không làm sao mà rửa sạch được. Một Kiền Liên xót thương khuyến khích: nàng chớ ngại, y phục lỡ dính bùn đất, giặt giũ sẽ hết dơ, thân thể bám đầy bụi bặm, tắm rửa sẽ sạch sẽ lại. Còn tâm hồn quen ố vì tội lỗi thì phải dùng Phật pháp để tẩy trừ. Nàng hãy thành lòng hối quá quy y Tam Bảo tu hành, hầu chấm dứt quãng đời truân chuyên oan trái ấy đi. Liên Hoa Sắc vui mừng khôn tả, lễ tạ một Kiền Liên, nhờ giới thiệu với Phật, xin quy y thọ giới xuất gia tu tập. Bởi quá khổ sầu chán ngán cuộc đời tình ái dở dang, quá nhọc nhằn vì nén bạc đồng tiền, Liên Hoa Sắc lòng trần nguội lạnh. Nàng thành tâm nương theo Phật pháp tu hành, ít lâu sau nàng được chứng thánh quả, nổi danh là bậc thần thông đệ nhất bên ni giới. Xuất gia vì tình ái. Đại đức A Nan, em chú bác của Phật, xuất gia từ thuở nhỏ, có trí nhớ phi thường, giàu tình cảm và có nhiều đức tánh nhã nhặn, khiêm cung, từ ái. Lúc còn trẻ tuổi, ông rất khôi ngô tuấn tú, giọng nói thanh tao, lời lẽ ôn hòa, dễ làm cảm lòng người. Các tín đồ đều thích luận đàm đạo lý với ông, nhất là tín nữ. Chỉ đến các tỳ kheo ni cũng thích nghe ông thuyết pháp, dù rằng ông chưa đắc thánh quả. Đa số người vì cảm mến ông mà quy y Phật pháp. Đời ông cũng do đó mà thường gặp chuyện rắc rối với nữ nhân, chịu biết bao sự hiểu lầm, biết bao lời chỉ trích bởi sự ghét dơ của ngoại đạo. Mãi đến khi ông được chọn làm thị giả theo hầu bên Phật mới hết mang tai tiếng. Xét thấy mình thường bị quấy nhiễu bởi nữ nhân, nên lúc Phật sắp nhập Niết Bàn, ông quỳ một bên kính cẩn thưa: Bạch Thế Tôn, xin Đức Từ Bi chỉ dạy chúng con một lần sau cùng trước khi cách biệt. Thưa Thế Tôn, từ nay chúng con đối với nữ nhân phải như thế nào?
Đức Phật nhìn khắp các đệ tử ôn tồn đáp lại A Nan và cũng khuyến cáo chung: Này A Nan, muốn thoát ly phiền não, chứng ngộ thánh đạo, chớ nên bận biệu vì nữ sắc. A Nan, tuy ông tuổi đã dày chịu, cũng tốt hơn là đừng tiếp kiến nữ nhân. Nếu việc cần phải tiếp xúc với họ, thì nếu người già nên xem như mẹ, với người lớn tuổi hơn mình xem như chị, với người nhỏ hơn nên xem như em gái. A Nan, ông nhớ ghi lời ta nhé. Thuở A Nan còn là một tỳ kheo nhỏ tuổi, có một hôm khất thực xong trở về kỳ viên tịnh xá, cảm thấy khát nước, bèn đến trước một cô gái đang xách nước bên bờ giếng gần đấy, lễ phép nói: Thưa cô, xin cô vui lòng bố thí cho tôi một bát nước. Thiếu nữ ngước nhìn lên thấy một vị tỳ kheo trẻ tuổi trang mạo khôi ngô đứng cúi đầu trước mình, biết là A Nan, nàng kinh sợ lùi lại mấy bước, khép nép thưa: Chẳng dám, bạch đại đức, kẻ tỳ nữ thuộc giai cấp hạ tiện, đâu được hân hạnh cúng dường cho ngài một vị dương tử xuất gia. A Nan nhã nhận đáp: Cô chớ ngại, là một vị tỳ kheo ôm bát xin ân, tất nhiên không còn phân giai cấp sang hèn. Thiếu nữ hân hoan kính cẩn dâng A Nan một bát nước, uống xong A Nan ngỏ lời cảm tạ rồi chậm rãi bước đi. Thiếu nữ nhìn theo ông đến khi khuất dạng, và bóng hình người Phật tử trẻ trung oai nghi trong pháp phục vàng chói đã in sâu vào tâm khảm. Dư âm thanh tao đượm tràn thiên ý của A Nan còn văng vẳng bên tai. Nàng thiếu nữ đang tuổi xuân tình bộc phát, cảm thấy bàng hoàng ngây ngất, lửa yêu đương bắt đầu nhúm cháy trong tim. Suốt ngày nàng không thiết đến làm lụng ăn uống, chỉ nằm giả dưỡi mơ màng, thả hồn theo mộng tưởng ái ân. Mẹ nàng nhiều lần gạn hỏi, khi biết được con mình si tình vì sắc đẹp của A Nan, một người đã xuất gia và thuộc dòng quý tộc, bà buồn rầu vô hạn, thương xót con vừa mới biết yêu lại liền thất vọng. Bà đánh liều liền thỉnh một thầy chú thuật dùng bùa chú làm cho A Nan mê luyến con bà. Chẳng biết có phải do sự linh ứng của phù chú chăng, mà một hôm A Nan đi ngang, thiếu nữ đứng giữa cửa liếc mắt mỉm cười đưa tay ngoắt. A Nan tức thời như bị một nghị lực vạn năng khiến ông nửa mê nửa tỉnh, không còn tự chủ riu ríu bước vào nhà thiếu nữ. Thiếu nữ mừng rỡ bày tỏ tình yêu tha thiết của nàng đối với ông. Giữa lúc sắp sa vào tội lỗi, bỗng nhiên lý trí bừng dậy. A Nan chợt tỉnh, nghĩ mình đã xuất gia thọ cuộc túc giới, mà vào phòng nữ nhân như vậy thật rất phi pháp. Ông thấy mình hiện tại như đang đứng trên dù đá treo leo trơn nhớt, và dưới chân là hố sâu thăm thẳm. Tấn thối lưỡng nan, và chỉ một chút gió lay cũng đủ làm khuynh đảo tiêu tan cả huệ mạng. Đúng lúc ấy, tôn giả Xá Lợi Phất dâng lời Phật hiện đến giúp A Nan bừng tỉnh, rồi dẫn ông về tịnh xá cùng thiếu nữ si tình ấy. Về đến tịnh xá, thiếu nữ ra mắt Phật, nàng quỳ mọp sát đất trước Phật thỉnh cầu, xin Phật từ bi chấp nhận nàng được bên cạnh A Nan trọn đời trọn kiếp. Phật nhìn nàng mỉm cười: Nàng muốn được làm vợ A Nan lắm sao? Thiếu nữ gật đầu. Phật từ tốn: Điều đó không khó. Nếu nàng muốn được sống gần A Nan thì phải chấp nhận một việc, không biết nàng có ưng thuận không? Thiếu nữ mừng rỡ: Bạch Phật, dầu nhảy vào lửa đỏ hay đi trên băng tuyết, con cũng vâng chịu. Phật điềm tĩnh bảo: Nếu vậy, nàng xuất gia tu học để được ta chấp thuận yêu cầu của nàng, nàng nghĩ sao? Thiếu nữ ngoan ngoãn ưng thuận. Đức Phật làm lễ thế pháp cho nàng. Vì tình yêu lý tưởng, thiếu nữ cố gắng hành trì tu học, thậm chí nghe Phật thuyết pháp. Thời gian lần lượt trôi qua, pháp vũ dần thấm mát lòng nàng. Nếp sống lặng lẽ trang nghiêm nơi tịnh xá khiến bảo lòng êm dịu lại, sống tâm lắng hạ đi nhiều. Nàng hiểu được đời là giả tạm, vạn vật vô thường, xác thân ô uế. Ái dục là nguồn cội các khổ. Sau những ngày triền miên nhập định tham thiền suy gẫm lời Phật dạy, lửa tình dục tắt hẳn,
rồi bỗng nhiên trong đống tro tàn nguội lạnh của tâm tư bừng sáng lên ánh sáng trí tuệ. Thiếu nữ đắc thánh quả, nhớ lại hành động điên cuồng của mình cách nửa năm về trước, trong lúc quá say mê tình ái, nàng rất hổ thẹn, đến cúi mình lễ sát chân Phật, nhưng lần này với vẻ vô cùng kính trọng và cảm kích rơi lệ. Bạch Thế Tôn, lòng từ bi của ngài thật rộng lớn tựa biển trời. Đối với nữ nhân hạ tiện như con đây mà Thế Tôn cũng hết lòng tìm phương cứu độ. Nay con được chứng quả trước ông A Nan, xét lỗi xưa lấy làm xấu hổ. Xin Thế Tôn chứng cho con sám hối, và con xin nguyện suốt đời ở trong tăng đoàn làm tỳ kheo ni, noi gương hành đạo của Phật Đà. Thiếu nữ lưu để một câu chuyện khá lý thú trong giới thiền lâm, ấy là Ma Đăng Già, người con gái si tình mà những ai có xem kinh Lăng Nghiêm đều nghe và biết tên nàng. Phụ Bình, câu chuyện này như câu chuyện tên trộm giả xuất gia. Tuy buổi đầu vào cửa đạo với dụng ý bất hảo, nhưng khi tu Phật, hối cải chí tâm, tu tập cũng được chứng quả. Riêng chuyện Ma Đăng Già đã hiểu hiện tài phương tiện khéo léo nhiệm màu của Đức Phật ân cần chỉ giáo cho, thì mê dường bao lại chẳng tỉnh ra. Là Phật tử đọc truyện trên, chúng ta không khỏi buồn thương cho mình phước mỏng nghiệp dày, sanh sao Phật những 25 thế kỷ, trí mờ ám phải đương đầu lắm chuyện khó khăn, mắt lờ lệch phải dò dẫm trên đường nhiều nẻo lẻ. Giờ phải làm sao đây? Xưa Đức Phật có một hôm, ngài khuyên răn các đệ tử: giới luật là vị đại sư của các ngươi, giới còn Phật pháp còn, giới mất tức Phật pháp mất.